Có khoảng 3 mối tình. Wow, khá khá. Rồi. Thì cái mối tình dài nhất là khoảng 7 năm. Cái gì? 3 mối tình, mối tình dài nhất 7 năm. Dạ, năm nay mới 27 tuổi, mối tình đó là mối tình thứ nhất hay thứ nhì hay thứ ba? Dạ, thứ nhì. 7 năm sao chia tay em? Em cũng hứa là cho một căn nhà khi mà cưới vợ rồi. Ừ. Nhưng mà cưới về, ví dụ như là mà có cưới về thì cứ ở chung với bố mẹ trước đã. Còn căn nhà kia thì cứ để cho thuê đi. Mà nhà mua chưa hay là khi nào cưới rồi mới mua? Dạ thực ra là có sẵn hết rồi. Em là người lãng mạn hay là người khô khan trong tình yêu? Em chỉ biết quan tâm. Mà nếu mà nói về cái chuyện là hiện em đang buôn bán vật liệu điện nước. Mình làm cho gia đình hả? Dạ. Cho nhà mình hả? Dạ. Ngoài ra thì cũng có làm cái tiệm in áo bán online. Ồ, đó làm tự làm. Dạ. Giỏi quá ta. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh là biết chia sẻ, biết nấu ăn. Sở trường của em là gì? Điểm mạnh của em là gì? Dạ, em cũng là một người biết nấu ăn, cũng thích đảm đang việc nhà. Cũng là thuộc tiếp người cũng thích gia đình, phụ nữ của gia đình. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì chắc có lẽ là em hơi kỹ tính một tí. Tình trường thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì chỉ có 2 mối tình và cấp 2 và cấp 3 thôi, đều là mối tình gà bông thôi. Sau đó thì khoảng thời gian dài thì em bị gia đình có một chút trục trặc, nên là em tập trung cho cái việc tìm cái con đường riêng của mình cho sự nghiệp của mình. Là nói về tình duyên là mình cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng hơi thiệt thòi ha, hơi mất mát ha. Em trai, tình trường mình sao? Chàng trai 27 dạ, tuổi. Dạ cũng dạ thì cũng có một vài cái biến cố, xong rồi gia đình bên đó dọn đi, đó thì mất liên lạc. Tới khi liên lạc được thì người bạn gái đó cũng đã có người mới. Trong cuộc sống thì mình thấy là mình có những cái tật xấu gì không? Cái tật xấu mà nặng nhất á là hay đản trí. Ví dụ như là đi xuống dưới bếp hoặc là đâu đó lấy cái gì đó thì cũng phải 4-5 chập thì mới lấy được một cái món đồ mà mình muốn lấy. Trời đất ơi, rồi bây giờ đi hẹn hò với bạn gái, rồi qua nhà bạn gái chơi thì đi bao lâu mới tới được nhà bạn gái, hay đi dọc đường là đản trí rồi rẽ qua cái chỗ cô khác? Dạ không, cái đó thì một cái đường đi thì phải đi theo đúng đường thôi. Mình chăm sóc bạn gái kỹ không? Chắc chắn là chăm sóc rất là kỹ. Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Khoảng 1m60 trở bài, dáng người tròn một chút. Tròn tròn hơn cho nó đã ha. Em thích người bạn trai sao? Dạ, em thích người bạn trai khoảng 1m68 đến khoảng 1m7. Tròn cũng được, nhưng mà đừng có quá béo hoặc là quá gầy. Vì em cũng hơi tròn. Điều gì em không thích ở một người bạn trai? Em không thích người bạn trai hút thuốc, uống rượu bia thì ở mức độ cho phép, ví dụ như là giao tiếp thôi, khoảng 1-2 chai thôi. Còn em không thích điểm nào ở người bạn gái? Đừng có càm ràm quá, giấu giếm. Em cảm nhận người bạn gái là bên này như thế nào? Chắc là hơi tròn. Lanh quá chứ chưa còn khỏi tự tiết lộ cho người ta nghe rồi. Cũng có vẻ là hiền. Tóc tai, quần áo, chiều cao? Chắc mà 1m60 tới 63 quá. Em cao nhiêu? Dạ 1m64. Em làm gì em kêu người ta cao dữ vậy? Linh cảm vậy. À linh cảm vậy dạ. Hả? Cũng hay ha, đúng ghê. Tóc thì có thể là cột đuôi ngựa. Cột đuôi ngựa. Màu gì? Màu thì có thể không biết rõ rồi. Không biết rõ ha. Tưởng tượng hay lắm. Còn em tưởng tượng bạn trai nó như thế nào? Em nghĩ anh này cũng hài hước. Mập ốm cao thấp? Em nghĩ là chắc ảnh cũng vừa. Vừa. Dạ. Em thấy anh này chắc cũng được khoảng 70% cái tiêu chí mà. Chưa gì mới nói chuyện mấy câu 70% mà ghê thiệt. Hai bạn đói bụng chưa? Thích dạ. Ăn không? Ăn thì rất là thích. Rất là thích luôn hả? Dạ. Ăn nhiều lắm hả? Dạ ăn rất nhiều. Ồ, trước giờ ăn cà ri Nhật lần nào chưa? Dạ chưa. Bữa nay thích ăn thử món Nhật không? Dạ. Bây giờ mình lấy thực đơn ra mình lựa món xong rồi mình tâm sự tiếp ha. Dạ. Đói bụng chưa em? Dạ rồi. Dạ nhìn hai tướng này là biết đói bụng rồi. Cho mượn hai cái menu đi nhà hàng ơi. Thực đơn của nhà hàng, mời hai bạn chọn món. Cà ri tôm chiên kèm măng tây cà chua. Rồi, cà ri tôm chiên kèm măng tây cà chua bên đây. Dạ, cà ri trứng chiên và sốt kem. Cà ri trứng chiên và sốt kem. Bây giờ các tường sẽ mở cửa trái tim để hai bạn trực tiếp nhìn thấy nhau và trò chuyện với nhau nha. Nãy giờ cảm nhận của mình về nhau đúng được bao nhiêu phần trăm? Dạ khoảng 80%. Trúng 80 ở chỗ nào? Dạ. Người ta cao gì mà tới 1m6 mấy? Có tóc là buộc đuôi gà lắm, nào? Tóc dài. Tóc dài? Tóc dài thì có thể buộc lên được. Cái này tóc dài chứ đâu phải đuôi gà đâu. Cảm nhận đầu tiên của em về người bạn nữ khi mà vừa mở cửa trái tim ra?
Dạ, dễ thương. Đúng ý em chưa? Tròn tròn đúng ý em chưa? Chính xác luôn. Chính xác luôn ha. Dạ. Còn em? Dạ, cũng tròn, cũng rất là dễ thương, nhìn ảnh hiền. Bây giờ nè, nếu như mà kết hôn với nhau thì mình sẽ sinh sống ở đâu? Dạ, ở nhà với ba mẹ. Em có chịu làm dâu không? Dạ được. Ba mẹ mạng này không có được rành lắm. À, bữa nay có rung lắm không? Dạ rung, rung nãy giờ luôn đó. Hoa này đem tặng ai? Rồi, tặng hoa. Tặng em. Cái này là... Em cảm ơn anh. Dạ. Quà gì vậy, có thể mở ra cho chị Tường xem được không? Dạ. Xin phép mở. Ồ. Áo. Một cái áo. Size gì? Em size L. Sao mà tặng áo con gái mà tặng size L dữ vậy? Thích người tròn tròn nên chọn size L đúng không? Dạ, em cũng rất là thích size lớn à. Mình có thể trò chuyện ít phút trong thời gian mình chờ đợi đó. Nhà hàng sẽ dọn món ăn lên cho mình ha. Ví dụ như mà về làm dâu á, thì nếu như mà có một cái vấn đề xảy ra thì anh sẽ nghe theo gia đình anh hay là em sẽ bên vực em hay sao đó? Nếu như mà các em mà có phần đúng nhiều hơn thì đương nhiên là anh phải bên em rồi. Anh thì không có theo cái cạnh là người nhà phải bên người nhà, không có. Thì làm dâu bây giờ sướng lắm em. Về có điều mình cứ đi đâu chơi hai vợ chồng son, rồi kẹt con sao đi, đúng không? Gửi ba mẹ giữ, đi chơi thoải mái luôn. Hai đứa muốn sinh mấy đứa con? Theo mẹ suối. Mẹ suối? Dạ, theo mẹ suối là nếu mà có cưới về thì hai đứa cứ làm hai đứa trước đi, rồi nuôi một lượt. Chứ đừng có mà sanh lẻ lẻ rồi nuôi sau này cực lắm. Mẹ thì rất là thích con gái, nhưng mà nhà thì ba anh em trai. Cưới về thì chắc chắn là mẹ bên nhiều hơn là bên con trai là chắc. Bên con dâu nhiều hơn phải không? Dạ. Nãy giờ nghe bạn trai nhắc tới mẹ rất là nhiều. Em có đem theo hình của mẹ không? Dạ. Để cho bạn gái xem thử. À, đó. Nhìn coi mặt mẹ hiền không? Mình mẹ đẹp. Mẹ đẹp. Con mẹ đẹp không? Dạ cũng đẹp. Thế em thêm theo hình gì gửi cho anh coi đi kìa. À dạ, hôm nay em cũng có mang hình mẹ và chị gái. Hình gia đình của mình ha. Dạ, chị em thì có hai bé rồi, em gửi anh. Mình nhìn mặt của mẹ đi ha. Nhìn cô cũng hiền. Hả? Nhìn cô cũng rất cô là hiền. Cô cũng rất là hiền. Rồi, hy vọng sau này hai mẹ sẽ trở thành xui gia với nhau ha. Chúng ta sẽ có một gia đình rất là hạnh phúc. Bây giờ tôi có nghe tiếng động gì đó đang kêu từ bao tử của bạn nào. Cái bạn nào mà lúc nào cũng thấy đói bụng, giơ tay lên. Cơm cà ri Nhật Bản là một món ăn rất là được nhiều người ưa chuộng ở bên Nhật Bản. Bây giờ hai bạn bắt đầu chuẩn bị ăn thử ha. Đói rồi. Rồi, hấp dẫn quá. Cảm ơn. Rồi, chúc hai bạn ngon miệng. Hai bạn ăn đi rồi trò chuyện với nhau, tâm sự với nhau ha. Một chút xíu cho chị Tường biết mùi vị của món ăn như thế nào. Được không? Rồi Tường sẽ đi cho hai bạn trò chuyện với nhau và thưởng thức thật là tự nhiên và vui vẻ nha. Ăn nhưng mà cũng phải tâm sự nha. Tâm sự cũng phải ăn cho no bụng. Nhà em ở quận mấy? Nhà em hiện tại ở quận Chánh. Em làm việc ở Bình Tân. Em có dự định gì cho cái tương lai sắp tới chưa? Hiện tại em đang là liên thông tiếp ở trường đại học, nên là công việc nó cứ cuốn em đi vừa học vừa làm á, nên là em vẫn chưa có thời gian nhiều cho việc kết hôn. Ví dụ như mà mình hẹn hò với nhau rồi một tuần mình gặp mấy lần được hả? Khoảng buổi tối đi em rảnh, rồi tối 2-6 thì thứ bảy chủ nhật em vẫn rảnh luôn. Chủ nhật nào anh cũng rảnh. Muốn đi đâu đó hoặc là muốn đi ăn uống gì đó thì anh thì chắc chắn là chỉ có đi ăn rồi đó. Tại vì anh thích em, ăn. Em cũng vậy. Em thì lại là hai chị em gái. Chị em thì có gia đình với lại có hai bé rồi. Em cũng thấy trong hình á, hai đứa cháu. Mẹ coi cũng cưng con rể dữ lắm. Ba mẹ cứ hỏi là có người yêu này kia để đi về, có người đưa về, ba mẹ an tâm nhiều hơn, cũng lớn tuổi rồi. Nếu mà được thì anh đưa em về. Em lúc nãy anh có nói cái tật xấu là thấy là giống em á, nên là cái tật hay quên á. Em thì đang muốn tìm một người mà có thể nhớ dai để nhớ giùm em, giờ anh quên luôn rồi, em quên luôn rồi sao ta?
Thì cái nào cần quên thì nên cho nó quên luôn. Cần nhớ thì anh sẽ nốt lại. Dạ. Anh chắc chắn là anh không thể nào mà anh nhớ hết được tất cả các thứ rồi đó. Dạ. À, vậy sao người vậy nè? Thích ăn, nói gì từng nghe bẻ quẹo cái má tao. Cái món này thì... rất là quyết liệt. Đúng không rồi, ăn cãi giỏi. Chúc mừng hai bạn. À, nãy đang lại kêu cấp độ thấp thôi. Đi chơi đâu em. Cảm ơn chị. Thoải mái. Món của em thì ăn khá là ngon vì em thích nhất là cái sốt kem. Vì cái sốt kem này nó béo béo nè. Bây giờ chúng ta cũng đã có những giây phút trò chuyện với nhau, tâm sự ăn trưa với nhau rồi. Không biết nãy giờ hai bạn cảm nhận về người đối diện của mình như thế nào? Anh thì... mình nghĩ sao mình nói vậy? Đó anh là thì tôn anh không phải là cái tiếp người mà nói nhiều. Nếu mà mình có quen nhau á, cứ để thời gian mà anh làm cho em thấy. Thì nãy giờ nói chuyện với anh thì em thấy anh là một người có khá nhiều cái điểm tương đồng với em. Tới giờ phút này sau khi mà có một cái cuộc trò chuyện nhặt ngắn với anh thôi, nhưng mà em cũng nghĩ là em không có thay đổi cái quyết định ban đầu của em, là anh vẫn là những cái gì mà em đang nghĩ là sẽ phù hợp với em. Cái nhìn đầu tiên tương đối là thuận lợi cho cả hai. Và khi chúng ta bấm nút hẹn hò với nhau, có nghĩa là chúng ta trao cái duyên cho nhau. Và khi bấm nút thì chúng ta ai cũng hy vọng rằng là sẽ tiến tới hôn nhân. Bây giờ thì đặt hai tay vào nút bấm đi hai bạn. Tường sẽ là nhân chứng trong cái giây phút này. Đã nhiều người chạm tay cái nút bấm này trong cái chương trình bạn muốn hẹn hò và tiến tới hôn nhân và sanh con đẻ cái. Thích mình mới bấm, không thích là không ai ép buộc mình cả. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Rất nhanh lẹ, rất đồng đều. Tôi cảm nhận hai bên nhấn cùng một lúc. Như vậy là đã thành đôi rồi. Bây giờ mời hai bạn đứng lên, nắm tay nhau và trao nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta chính thức trở thành một cặp đôi hẹn hò. Hôn để cảm nhận. Tay luôn đi. Rồi, Tường chúc hai bạn là sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc cho đối phương, tìm hiểu nhau thật là kỹ.